Sáng ngày 25 tháng 4, Vườn Quốc gia Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã thả về môi trường rừng tự nhiên hai cá thể TT tê tê Java, mỗi con nặng khoảng 3 kg và ba cá thể TT tê tê Java, mỗi con gần 1 kg cùng bốn gà lôi trắng quý hiếm. Các cá thể đều nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm 1B và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp. Riêng cá thể TT Java và Culi nhỏ được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp là loài thú đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam và trên thế giới, cần được ưu tiên bảo tồn. Do đó, mọi hành vi săn bắt, buôn bán và tiêu thụ sản phẩm từ TT Java đều vi phạm pháp luật và bị xử lý hình sự. Các cá thể trên được Vườn quốc gia Vũ Quang cứu hộ, kiểm dịch và theo dõi sức khỏe, huấn luyện bản năng sinh tồn trước khi thả về môi trường rừng tự nhiên. Sau khi thả, Vườn quốc gia Vũ Quang sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn cho các loài. Trước đó, ngày 22 tháng 4, Vườn quốc gia Vũ Quang cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tái thả trên 100 cá thể động vật hoang dã quý hiếm các loại về môi trường rừng tự nhiên. Vườn quốc gia Vũ Quang được thành lập năm 2002, nằm trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang, Hương Khê và Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện quản lý bảo vệ hơn 57.029 hecta rừng và đất lâm nghiệp. Đây là một trong những trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam, nơi lưu giữ nhiều nguồn gen rất giá trị.